Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co 68. Và ngày hôm nay thì Jenny sẽ mang lại cho các bạn một hidden gem về game NFT mà mình nghĩ là game này sẽ khá là bùng nổ và phát triển mạnh mẽ trong thời gian sắp tới. Tựa game này có tên là Minds of Delarnia. Và bây giờ hãy cùng mình review và đi sâu vào chi tiết hơn nha. Ok, và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên đó là chúng ta hãy bấm vào link ở bên dưới để chúng ta tham gia cộng đồng 68 Gaming. Đây là cộng đồng chúng mình sẽ review và cùng nhau phân tích về tất tần tật về blockchain gaming, play to earn NFT và các cơ hội kiếm tiền từ NFT game cho tất cả các bạn. Nhớ bấm tham gia nha. Ok, và hidden gem game này thì mình tìm được ở trên group Chromia Official English. Thì họ có giới thiệu những tựa game mà được build ở trên Chromia. Và đây là link của họ. Thì thứ nhất đó là Minds of Delarnia. Thứ hai là Chain of Alliance, Cryptopia, okay, Nova Journey and My Neighbor Alice. Thì trong số những game này thì các bạn cũng đã biết là Alice là game mà đã bùng nổ rất là mạnh mẽ vào tháng 3, tháng 4 năm 2021. Và token của nó đã được list trên Binance. Và khi mà list thì nó đã ít 600 lần ETH. Rất là kinh khủng khiếp đúng không? Thì cái game tiếp theo mà họ sẽ cho ra mắt trong thời gian sắp tới sẽ là Minds of Delarnia. Thì các bạn thử dự đoán xem là liệu game này có bùng nổ như là game mà họ đã làm vừa rồi không? Mình nghĩ là có, nhưng mà về chi tiết hơn, ví dụ như là về backers, bây giờ đối tác của họ đang là ai, họ đang hợp tác với những bên nào, thì hiện tại là chưa có bất kỳ thông tin gì từ phía Minds of Delarnia hết, cho nên là mọi người hãy nhớ keep up to date với con này nha. Hôm qua một day ago mình nhớ là hôm qua ngày 20 hay, nói chung là mới cách đây một hai ngày thôi, thì họ đã cho ra một cái thông báo ở trên Medium của trang Minds of Delarnia là về những cái major update. Thì mình cũng chia sẻ thẳng luôn đó là game Minds of Delarnia này không phải là một game mới, mà game này mình đã biết từ năm ngoái rồi. Họ đã cho ra mắt game từ năm ngoái và các bạn có thể chơi trên website từ năm ngoái rồi, nhưng mà đến năm nay thì họ mới bắt đầu đẩy và họ mới bắt đầu tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ hơn. Đây, những cái major update thì họ update phiên bản alpha 0.1.1. Họ có một cái video ở trên YouTube luôn, các bạn có thể bấm vào YouTube ở trên này để xem những cái update quan trọng của họ, cũng như là họ hướng dẫn rất là chi tiết ở trong này, các bạn có thể xem video bên này ha. Rồi, tiếp theo đó là họ có thể cho mình play thử ở phiên bản testnet. Thì đây mình đã mở ra một cái link phiên bản testnet. Đây, phiên bản testnet ở đây rồi, lát nữa chúng ta sẽ chơi thử. Tiếp theo đó là họ cho mình một cái promo code. Thì làm thế nào để dùng cái promo code này và tại sao chúng ta phải dùng promo code? Thì các bạn kéo xuống bên dưới nè. Này, the promo code will grant your character several instant upgrades. Là sẽ khi mà mình dùng promo code thì cái character của mình trong game nó sẽ được update, nó sẽ được những update ngay lập tức. Và mình sẽ có 75 Delarnia tokens. Lưu ý là game này chưa ra token nha các bạn, chưa ra token nha. Thì khi mà chúng ta dùng promo code họ sẽ cho 75 Delarnia tokens nè. Và cái token này thì có thể dùng để mua hoặc là thuê những cái mảnh đất, những cái land plots ở trong game để chúng ta chơi những cái mode nâng cấp, mode advanced hơn cho cái nhân vật của mình ở trong game. Rồi, bạn lưu ý là mình chỉ có thể redeem cái code này một lần duy nhất thôi, only once là một lần duy nhất thôi ha. Ngoài ra thì nó có những cái update ở trong game, ví dụ như là họ có integration. Những cái này là những cái liên quan đến trong game ha, ví dụ như phần thưởng mỗi ngày, rồi những cái sự cải tiến ở trong game. Various lag, họ đã fix bug và họ đã fix những cái lag ở trong game này. Các bạn có thể đọc ở trong phần update này nha. Và stay tuned for more. Ok, thì ngoài cái kênh Medium, họ còn có website, họ còn có Telegram channel. Và Telegram channel của họ mình nhớ là rất là đang khá là ít meme. Group thì mới có 996 và đây rồi. Và channel thì mới có 246 người thôi, cho nên là cộng đồng còn đang rất là mới. Các bạn nào mà muốn tìm hiểu thì chúng ta có thể join vào cộng đồng của Minds of Delarnia ở trên kênh thông báo cũng như là ở group để chúng ta tìm hiểu.
Ok, và đó là những update quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành những cái bước để chúng ta có được cái promo code này. Đầu tiên là mình create Chromia Testnet Wallet ở trong cái link này. Nếu như bạn đã có cái ví này rồi thì bạn có thể skip, là bạn bỏ qua cái bước này. Ví dụ như mình là mình đã có ví trong này rồi nè, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, cho nên là mình sẽ delete cái này đi luôn. Mình sẽ create một cái new account cho những người mới, tên là Jenny 2360 đi. Password. Rồi, continue. Bây giờ chúng ta sẽ sao chép một cái dòng có 15 từ này qua một cái nốt. Rồi, bấm continue. Đoạn này thì phòng máy sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian nha. Các bạn hãy sắp xếp những cái từ này theo thứ tự như trên. Ok, sau khi mà các bạn đã create vote xong thì nó sẽ hiện ra cái này. Rồi, các bạn nhớ giữ bảo mật nhé. Sau đó thì mình đọc tiếp bước 2 nè, go to, bấm vào cái link này và đăng nhập vào. Ok, bấm vào link sau đây. Thì game Minds of Dalarna sẽ được kết hợp giữa Chromia Studios và Working Man. Thì lát nữa mình sẽ qua xem qua cái website để các bạn biết thêm về Working Man lớn đến cỡ nào. Read before playing. Rồi, this game, đây là game với phiên bản là alpha của game thiệt thôi. Do đó thì chúng ta không thể 100% đảm bảo rằng những cái gì mà bạn đã gain trong game á sẽ được lưu trữ lại. Khi mà game đã đến một cái next phase, là đến giai đoạn tiếp theo, thì tất cả những dữ liệu, những cái data mà bạn ở trong game sẽ được xóa hết, sẽ bị xóa hết. Nhưng mà cái position, tức là cái thứ hạng của bạn ở trong phiên bản leaderboard, ở trong cái bảng xếp hạng á, mới là thứ quan trọng. Nếu như mà bạn được top rank players, là những người chơi game ở thứ hạng cao, thì bạn sẽ được những cái phần thưởng rất là xứng đáng. Cho nên là bạn hãy tận hưởng game này, enjoy the game. Rồi, login này, chúng ta sẽ bấm vào chữ login ở trên này. Sẽ nhập mật khẩu vào, sign in. Cái ví lúc nãy mà mình vừa tạo xong đó các bạn, thì mình nhập mật khẩu vào. Ok, xong rồi, authorize. Rồi, họ nói gì nữa đây? Click the setting gear on the top left, ở bên tay trái trên cùng. Ở bên tay trái trên cùng. Lát hơi lâu một xíu. Họ có hướng dẫn cho mình ở trên này nè. Rồi, ở bên tay trái trên cùng ở đâu? Đây, tay trái trên cùng. Bấm vào welcome back received. Mình đã được nhận 2 Dalarna tokens as a daily. Có nghĩa là mỗi ngày mà mình đăng nhập vào thì mình sẽ được nhận 2 Dalarna tokens nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ dùng promo code, mình sẽ gõ back to my để nhận, ok, để nhận quà cho người chơi. Lưu ý là chúng ta chỉ được gõ một lần thôi nha. Back to my redeem. Ok, bấm redeem. Promo code, rồi, promo code đã được redeem rồi. Close. Đây thì các bạn thấy Dalarna tokens ở trên cùng, mình đang có 72 Dalarna tokens nhé. Ok, cái này là cái gì đây? Rồi, chúng ta sẽ vào back và xem người ta hướng dẫn gì tiếp này. Rồi xong rồi đó các bạn. Ok. Vậy đó là xong, thì các bạn hãy check in và các bạn nhận Dalarna tokens ở trên này nha. Còn những cái khoáng sản, đây mình sẽ chơi thử cho các bạn xem luôn. Thì trước khi chơi, chúng ta hãy qua một chút về website. Website là minesofdalarna.com. Thì ở trên website mình đã highlight một số cái từ khóa quan trọng. Đó là game này thì free to play, tức là các bạn không cần mất tiền cũng chơi được, đều là hoàn toàn miễn phí. Và nhiệm vụ của bạn trong game sẽ là chúng ta đi collect minerals, tức là chúng ta đi thu thập những cái khoáng vật ở trong game. Game này thì có logo của Chromia và Working Man ở bên dưới. Nếu như mà bạn nào không biết thì Working Man là một bên rất là nổi tiếng và rất là to bự. Đây, những cái work là những cái sản phẩm mà họ đã làm ra
trong cái portfolio của họ, cũng như là những cái khách hàng của họ thì lớn đến cỡ nào. Các bạn có thể xem ở đây là NBC Universal, rồi có cả Disney Junior, rồi có cả Disney XD, có Intel, có Marvel, có Disney, Nintendo, Pepsi. Đó là các bạn đủ hiểu là bên này họ lớn đến cỡ nào. Họ New York ha. Ok, thì đây là một bên rất là lớn và họ đã sản xuất ra cái game Minds of Talonia này. Rồi, nếu như mà các bạn muốn nói về cách giải thích chơi cơ bản, rồi tìm khoáng sản và mỏ như thế nào, một số mẹo khi chơi, thì các bạn nhớ tham khảo bài viết này của Câu số 8 nha. Nhớ đọc bài viết Câu số 8, mình sẽ để link ở bên dưới nhé. Ok, chúng ta sẽ bấm vào play. Vị trí di chuyển thì các bạn có thể dùng nút WASD hoặc là bốn cái gọi là cái nút mà đi qua đi lại á, cái nút đi lên đi xuống đi qua đi lại ở trên bàn phím. Rồi sau đó chúng ta bấm nút space. Ok, lưu ý là nó có oxygen, tức là nó có thời gian oxy nha các bạn, tức là chúng ta đang ở trong một cái hầm mỏ và chúng ta rất là thiếu oxy. Nó có nguyên một cái câu chuyện ở trên website, các bạn có thể đọc, là nhân vật của chúng ta ở trong một cái hầm mỏ rất là thiếu oxy, cho nên là mình cần phải collect những cái khoáng vật trước khi mà mình bị run out of oxygen, là mình bị hết oxy. Rồi, thì đó là những cái major updates của Minds of Talonia, và các bạn có thể claim token tại đây. Các bạn lưu ý nha, là hãy vào những cái social media, những cái website của Minds of Talonia để chúng ta tìm hiểu thêm về game này. Ok, vậy thì các bạn nghĩ sao về tựa game Minds of Talonia này? Các bạn đã thử trải nghiệm phiên bản testnet của game, gameplay, cũng như là xem qua website, social media và thử dùng promo code để redeem Talonia tokens chưa? Hãy cho mình biết ở bên phần comment bên dưới ha. Còn đối với bản thân mình thì mình nghĩ đây là một game khá là tiềm năng, và bởi vì hiện tại trend NFT game đang rất là hype, đúng không? Nhà nhà người người đều rất là quan tâm đến trend này, cũng như là game này chưa cho ra mắt token, chưa có công bố bất kỳ một cái thông tin chính thức gì liên quan đến những người nhà đầu tư, những investor, những người backer, launching token, lịch IDO, tất cả mọi thứ chưa có một thông tin nào chính thức hết. Cho nên là mình nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi qua những kênh social media của Minds of Talonia như là Twitter, Facebook hay là Medium, Telegram vân vân. Ok, hãy cùng mình theo dõi nha để xem có cơ hội nào về NFT drops hay là về retroactive hay là những cái airdrop về mặt tokens không, thì chúng ta hãy cùng update cùng với nhau ha. Ok, thank you so much. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên là hãy bấm nút like, subscribe cho Câu số 8 TV và nhấn cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của tụi mình trong thời gian tới. Video sẽ thông báo về cho các bạn để không bỏ lỡ ha. Ok, thank you so much. See you in the next video. I'm Jenny. Bye.